chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DKI Round. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách, hôm nay cô đã quyết định đến xóa cặp lông mày này của cô đi. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng cô một lát nhé. Dạ con chào cô ạ. Cô ơi, cô có thể cho con hỏi là cái cặp lông mày này cô làm được bao nhiêu lâu rồi không ạ? Cô làm được 5 năm rồi. Dạ vâng, vậy thì bây giờ em xin mời chuyên gia sẽ thực hiện laser lông mày cho cô nhé. Bắt đầu nhé cô nhé. Với cái công nghệ siêu laser Picomox tại DK. Đấy thì là trong suốt quá trình ấy, thì mọi người có thể thấy đấy, tia laser đi đến đâu này, mực mờ đi đến đó. Và theo như cái công đoạn này thì mình đã thấy mực đã mờ đi khoảng 80% rồi mọi người ạ. Và trong quá trình làm thì trước khi làm cô đã được chuyên gia ủ tê trong vòng 30 phút rồi. Nên là trong quá trình này thì sẽ chỉ cảm thấy hơi châm chích một chút xíu thôi. Cô có gì đau không ạ? Hơi châm chích chút xíu thôi đúng không cô? Bây giờ mọi người có thể thấy được hai bên nhá. Hai bên lông mày có thể chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt trước và sau. Và bây giờ em xin mời chuyên gia đi nốt phần còn lại ạ. Khi tia laser xung điện đi đến đâu thì nó sẽ chỉ tác động đến mức cái mực của mình thôi. Ngoài ra thì chúng ta có thể quan sát là với cái công nghệ này tại DK ấy, thì vùng da lông mày không hề bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì vùng lông mày cũng không hề là bị có dấu hiệu là bị bong chóc hay là cháy máu hoặc là cháy trụi lông. Đó, nó chỉ tác động lên ở mức cái mực của mình đi thôi. Và hiện giờ thì laser theo liệu trình tại DK đang có giá là 4 triệu và chuyên gia sẽ xóa cho quý vị cho đến khi nào sạch mực thì thôi. Và DK thì không bóc tách ra và tính tiền riêng nhé mọi người nhé. Và hiện tại thì để tri ân cho tất cả các khách hàng trong năm 2019 đã quan tâm đến dịch vụ tại DK, thì DK sẽ gửi tặng các khách hàng 40% cả liệu trình. Và nếu như mà quý vị quan tâm thì mọi người hãy nhanh tay và đặt lịch ngay qua fanpage của DK hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 31 000 nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngắn này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.